Dạ vâng, em Cường xin kính chào quý vị các bạn. Thì ngày hôm qua em Cường đã gửi đến quý vị các bạn một mẫu xe Innova đời 2018 với giá là 622 triệu. Thì xe đó bên em đã có khách hàng đặt cọc rồi nha quý vị. Và hôm nay bên em tiếp tục về một mẫu xe đời 2017 nha, thấp hơn một xíu và giá cũng mềm hơn. Và xe này đã chạy được khoảng 112.000 km và giá đang được tôi ra cả bên em đưa ra là 622 triệu nha quý vị. Xe này phải nói là rất là đẹp nha, đi rất là kỹ và màu sơn còn rất là đồng đều. Hiện trạng xe này là xe này mới về tới tôi ra cả bên em luôn. Về phụ kiện của nó thì người chủ nhân có trang bị rất là nhiều phụ kiện như là viền đèn trước, viền đèn sau. Bên hông thì có che mưa, chén cửa, dẫn thêm cách nhiệt nha. Ốp gương chiếu hậu luôn. Đó, em sẽ đi qua một vòng cho quý vị coi. Với một màu xe là một màu cũng rất là thịnh hành, đó là màu đồng ánh kim. Đó thưa quý vị, đó viền đèn sau này, một viền đèn sau rất là giá trị đây. Xe mang biển số Thành phố Hồ Chí Minh nha quý vị, một chủ từ đầu. Đó. Đó bên hông xe này. Tổng thể thì xe còn rất là đẹp. Về nội thất cơ bản thì xe nó có trang bị bộ ghế da, trải sàn, mộc trần. Đó là những phụ kiện trong nội thất. Thì tí chúng ta sẽ vô phần chi tiết em sẽ giới thiệu cụ thể luôn. Rồi chúng ta sẽ cùng xem qua phần đèn xe này. Đó, khi đèn xe Innova mà được ốp lên cái bộ viền đèn này thì xe nhìn rất là sang trọng đấy quý vị. Em giảm độ sáng xuống quý vị chú ý này. Đây viền đèn bạc chrome nha, ôm hết cái phần đèn luôn. Phía dưới là đèn cảng hay còn gọi là đèn sương mù và đèn sinh nhan. Thực sự là cái thời điểm này Innova là cái dòng xe gọi là cực kỳ chạy hàng nha quý vị. Cũng như là đợt này thì về ngành dịch vụ cũng đã đang phục hồi lại rồi. Thì nhu cầu sử dụng xe cũng như là kể cả chạy dịch vụ và gia đình cũng được đẩy mạnh rất là nhiều, nên rất là nhiều khách hàng quan tâm và đi tìm cái dòng xe Innova, đặc biệt là Innova số sàn này. Đó, và bên em gần như là về xe nào và hết xe đó thì xe này bên em quay lên để gửi đến quý vị các bạn. Thì quý vị các bạn nếu mà quan tâm thì hãy liên hệ ngay cho em Cường, số điện thoại em để trên màn hình để quý vị các bạn có thể là chúng ta có thể là xem xe trực tiếp hoặc là chúng ta có thể thương lượng về giá cả luôn nha. Đó rồi, thì đó là em đã đi hai vòng cái xe rồi, thì em sẽ mở kỹ hơn về phần nội thất quý vị coi nha, cũng như là xem về sùng chỉ, keo chỉ của cửa còn zin hay không nhé. Đây, phần táp lô xe cũng còn khá là mới này. Xe thì vẫn đang để đầu CD rin theo xe. Bộ ghế da, trải sàn simili, ốp lẹp chống chảy trên dưới này, bọc trần. Đó, bọc trần ly lông nha quý vị. Đó thưa quý vị, thì vô lăng này, vô lăng còn rất là mới nhưng không có vết chảy nha. Vô lăng là 4 chấu mạ bạc. Đó, bọc da. Nói chung là phải nói xe, chất xe nó khá là đẹp. Bộ ghế da của nó thì có một cái miếng da bên kia thì nó hơi xấu một xíu, thì bên em sẽ tiến hành thay cho khách hàng nhé. Và vệ sinh lại thì đảm bảo cái ghế da này còn cũng rất là ngon lành đó. Như cái ghế bên đây cũng lại còn rất là đẹp này. Đó, thì xe nó đã được bọc thêm bộ miếng da để tay ở đây thì sẽ sạch sẽ và vệ sinh hơn nhé. Có một chi tiết nhỏ nữa thì có nhiều khách hàng cũng không biết, thì để tiện clip này em giới thiệu luôn. Đây là cái gọi là khóa túi khí nha quý vị. Khóa túi khí là túi khí đây này. Trường hợp mà khi mà ví dụ có trẻ em ngồi ở cái ghế này á, thì thông thường thì ghế trẻ em gọi là Exofit ngồi đây thì cái việc khóa túi khí mà lỗ ra sẽ rất là dễ bị ảnh hưởng và có thể là bị làm cho trẻ bị chấn thương, thì chúng ta tắt túi khí đi. Đó, và khi mà trẻ nhỏ ngồi chúng ta đeo dây an toàn và kéo ghế về xa như này là an toàn nhất nha quý vị. Đó, một chi tiết nhỏ em nhắc thêm. Đó, xe này 2017 nha quý vị, 522 triệu. Đó, một mẫu xe đẹp. Và bên hãng em thì có điểm đặc biệt bên em thì bên em sẽ thứ nhất là cam kết về đâm đụng ngập nước với quý vị và các bạn, thì sẽ có văn bản hẳn hoi nha, chứ không phải để bên em nói miệng suông là thứ nhất. Và thứ hai nữa thì bên em sẽ có chính sách bảo hành thêm cho đối với những cái dòng xe mà gọi là đã hết bảo hành chính hãng của Toyota, là bên em sẽ bảo hành cho mình là 20.000 cây hoặc 1 năm hoặc 20.000 cây nha quý vị. Đó, kéo lại em dựng lên cho quý vị coi. Đó, đó là cái chính sách riêng của bên Toyota cả bên em. Đó, cam kết về đâm đụng ngập nước thì là đều sẽ có chứng nhận
của tôi dân cả bên em luôn, và có sẽ được có chữ ký của tổng giám đốc bên em đó. Và kết quả 176 hạng mục kiểm tra những tất cả những cái chi tiết bên em cũng sẽ đưa cho quý vị. Và nếu quý vị các bạn muốn quan tâm lịch sử xe và muốn xem xét kỹ lịch sử bảo dưỡng bảo hành, tôi đang cảm ơn em sẽ show tất cả cho quý vị coi nha. Nên quý vị bạn có thể hoàn toàn yên tâm khi mua và lựa chọn sử dụng xe cũng như dịch vụ của tôi đang cảm ơn em. Đây. Rồi chúng ta sẽ cùng vô phần xem chi tiết và soi kỹ hơn về mẫu xe này nhé. 2017 chạy hơn 100.000. Nhưng mà cốp xe chưa hề tháo nha. Ốc còn nguyên zin này. Quý vị thấy keo chỉ. Đó, keo chỉ đó. Không hề có một cái lỗi nha. Không hề có lỗi nhỏ luôn. Keo chỉ còn nguyên zin này, cốp này. Rồi gầm xe. Gầm xe này bánh sơ cua còn đầy đủ hết nha quý vị. Bộ đồ nghề đầy đủ luôn. Đó, bộ đồ nghề tay quay con đọi. Đây. Đây là phần sùng chì của cửa này. 4 cánh cửa đều nguyên zin nha. Còn lốp xe đây chúng ta có thể xem đát xe, đát vỏ xe đây là tuần thứ 43 2019 thì vỏ đã thay và gai rất là dày. Còn phải trên 80% quý vị nhé. Hoàn toàn có thể là khi mua về vận hành sử dụng không phải lăn tăn gì hết. Đây cũng là tuần thứ 43 2019 luôn này. Đó, tuần 43 2019 luôn. 4 cái vỏ đều là vỏ tuần thứ 43 nha, made in nha. Bỏ xịn xò luôn đó quý vị các bạn. Chỉ cần mua về xe này chỉ cần đổ xăng và sử dụng thôi, không phải lăn tăn gì hết. Bên em đã test rất là kỹ rồi. Đăng kiểm và đường bộ còn tháng 7 2023 nha. Thời gian thoải mái chứ quý vị. Chúng ta tiết kiệm được chi phí đăng ký đường bộ và đăng kiểm là cũng tới khoảng cái tầm gần 2 triệu bạc không phải ít nha quý vị. Đây, audio thực tế này. 11.200 112.200 km 201 km nha. Đề máy ngon lành, một đề ăn ngay, hai chế độ lái Eco Mode và Power Mode, điều hòa chỉnh cơ, cần số vô lăng. Đó, gương thì là gập tay nhưng mà chỉnh điện nữa quý vị. Rồi, chúng ta sẽ cùng xem về lắp capo nha. Keo chỉ 4 cái cửa đều nguyên zin hết nha. Đây, máy đang hoạt động nha quý vị. Em vừa đổ máy xong, máy rất là êm ái này. Tuy có hơi bụi thôi nhưng khi mà bên em dọn dẹp và này rửa đánh bóng vệ sinh đảm bảo xe như mới. Lắp capo chưa hề tháo luôn nha. Sùng chỉ còn nguyên zin. Đó. À, thanh tăng cứng này, chưa hề cấn đục luôn. Đèn xe cũng là đèn zin nha quý vị. Dạ vâng, thì vừa rồi em đã quay qua giới thiệu chi tiết về xe cũng như là soi kỹ về từng cái phần, từng cái con ốc nhỏ trên cái xe này. Thì em xin nhắc lại, đây là mẫu Innova 2017 chạy 112.000 km và giá đang được tôi tăng cả với em lưu ý là 522 triệu nha quý vị. Xe chính chủ từ đời, từ đầu mang biển số thành phố và xe này vẫn có thể hỗ trợ vay ngân hàng nha quý vị. Xe 2017 bảo hành 1 năm hoặc 20.000 cây. Rồi nếu quý vị bạn quan tâm đến mẫu xe này hãy liên hệ cho em Cường qua số điện thoại trên màn hình hoặc tới trực tiếp địa chỉ showroom em tại địa chỉ 220 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 2, quận Bình Thạnh. Nói yêu cầu là gặp Cường Lã bên xe qua sử dụng nha, thì bên em sẽ hỗ trợ tư vấn cũng như là mời anh chị đi xem xe trực tiếp. Đó, rồi thì em xin kết thúc video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở các video tiếp theo của em.